Xin chào mừng các bạn đến với chương trình đồng hành cùng Đá Thon Quảng Ninh số thứ 2, phát hành vào một ngày đẹp trời của trung tuần tháng 3 năm 2015. Hôm nay thì chúng tôi vừa hoàn thành một bài tập thể lực rất là mệt, chỉ còn thiếu cái túi chống nôn nữa thôi. Và trên màn ảnh của tôi các bạn đã thấy là Đinh Hoàng Mắc. Anh là một cầu thủ nhập tịch đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Từ khi tôi còn chưa biết quả bóng hình tròn hay hình vuông thì anh đã là một trong những sát thủ nổi lên của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra anh còn vinh dự là một trong những cầu thủ đầu tiên là cầu thủ ngoại được vinh dự khoác áo cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bên cạnh là Bernardo, một cầu thủ đồng hương của Neymar Junior. Còn phía đằng xa là Kizito, Kizito Baba. Anh được mệnh danh là Kizito Idol của đội. Và anh có những cái bài rap bằng tiếng Do Thái mà không ai có thể bắt chước được. Còn bên cạnh là phiên dịch của chúng ta. Một phiên dịch mà chuyên nói tiếng Hàn Quốc. À đâm xe thế kêu. Hả đó chứ. Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn chương trình tập luyện bóng đá Thon Quảng Ninh vào những cái số tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.